Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Hai con thổ, một con thổ đồng. Con số 2 thổ thổ đồng vàng bỗng hơn. Mới đem lên nên là nó chưa sung lung đó ha. Nè. Nhanh gọn luôn. Con đuôi dài thì nó chưa sung lung mà nó cũng chịu cự dữ lắm rồi. Thôi, con số 2 ha. Con số 2 này thì cườm rất đẹp luôn. Chân khô móc ha. Rồi, cho về bến xe An Sương. Rồi. Hơi mờ ha. Con này bao trống. Mang dây chân là số là KE11 nha. Malaysia thúc gù ha. Có gửi clip lòng trần cho anh trai rồi. Anh trai chốt về An Sương sau đó về Quảng Ngãi nha. Tướng tá rất bự rất đẹp luôn. Máy xịn quá đâm ra lấy nét hơi bị dở. Rồi. KE K11E. Rồi. Bỏ thùng thôi. Nguyên bộ lông đuôi dài ngoan luôn. Rồi. Dán băng keo nữa là vậy thôi. Năm ký cổ thái về cho anh trai ở ngã tư Địa Chất ha. Anh Minh trước mua mấy con cua mấy cái móng chân á ha. Rồi, về cho anh trai ở ngã tư Địa Chất. Tiếp theo là 10 ký cổ thái ha. 10 ký rưỡi luôn ha. Gửi cho anh trai ở Bình Vĩnh Tân ha, cách nhà em khoảng 6 cây. Rồi. Rồi, con 01 này về với anh trai ở bến xe Duyên Hải ha. Gửi xe Thanh Thảo. Xe Thành Thủy hết giáp chơi à. Tí nữa em sẽ kể câu chuyện nghe mắc cười lắm. Rồi, bao trống trọn đời cho anh trai ha. Con này con tơ à. Chân còn chưa khô nữa. Có gì rút trắng ha. Rồi. Con này vừa chân cẳng bình thường ha. Câu chuyện là bữa gửi cho anh trai này cũng một cặp thái đen chồng mồi bữa cái clip cách đây ba bữa rồi anh không nhận được thì khuya cái sáng anh ra xe hẹn ảnh 8:30 9:30 rồi cuối cùng thì anh ra không kịp cái xe bỏ lên thùng lên đó luôn chạy thẳng lên Bình Dương em nhận cặp chim đó xong em phải thả ra rồi sáng ha, hồi sáng có một đơn là đi về cũng Trà Vinh luôn nhưng mà hên là về bến xe Châu Thành bến xe mới cho Trà Cú ở Châu Thành đó. Thì cặp chim đó lại quay về Trà Vinh luôn cũng là một may mắn luôn. Còn cái nhà xe này thì lúc đi lên hôm qua trời Bình Dương mưa tầm tã luôn, cuối cùng thì đợi hoài không lấy được, cũng may mắn quá may mắn luôn. Nói chung là cặp chim hôm qua gửi cho anh trai Trà Vinh xong rồi cuối cùng lại quay về Bình Dương rồi lại đi Trà Vinh thêm một cặp nữa. Con nào mà chơi dữ ta. Con này con trống nè. Con 13. Con này con thổ. Nói chung cũng lên quá trời chim nhưng mà thật sự anh em cứ kêu quay clip em vài là lúc nó gù thì mình không quay được. Tại vì chim này cũng chưa căng dữ lung á. Nên lúc mình nó gù thì mình chưa quay được mà lúc mình đi làm mình đâu có quay được đâu. Nên giờ anh em cứ hỏi quay clip để gửi cho anh em, thật sự là em không có thời gian. Tại vì em muốn bán con này em quay chèn vô cái clip em bán luôn chứ thật sự để quay từng con lên thì thật sự không có thời gian đâu anh em thông cảm giùm. Giờ nhà thì hai nhà ha, nhà vợ nhà em ở đây rồi công việc ở cơ quan nó đi tới đi lui thật sự nói tung nói mù hết rồi. Cũng sắp xếp cố gắng sắp xếp về anh em nào chốt đơn thì em cũng về bắt chứ một ngày trung bình chạy cũng 50-60 cây số
rồi tùm lum hết á. Nói chung cũng không kể lể gì đâu, nhưng mà cái khó là trong cái việc bắt chim với quay clip cho anh em á. Anh em xem thật sự là nó hơi rối thời gian nên là mong anh em thông cảm ha. Chứ em cũng kinh doanh, em muốn bán chim chứ em cũng không phải làm giá gì đâu. Nên là nhiều khi anh em kêu quay clip này kia, nhưng thật sự công việc rối tung rối mù, nhiều việc lắm. Nên là mong anh em hết sức thông cảm giùm. Chứ ai không muốn bán chim đâu, nhưng mà chim khi nó gáy gù thì mình quay không được. Đó. Còn khi mà nó không gáy gù thì anh em kêu quay clip. Thì khi đi làm chứ không phải là khi. Đó, nhưng con này em quay nè, không chín nè. Thái độ tốt nè. Những con vậy thì dễ quay nè. Con này con tốc độ ha, 1,5 triệu này đó. Tốc độ, nó căng mạnh rồi nó chơi thì mình dễ quay. Đó. Còn những con như vậy nhiều khi thấy nó gù gì chứ kè nó đâu gù đâu, mình đứng riết là kè nó đâu gù. Hãy núp núp thử coi hên thôi không. Đó, con này thì chơi mạnh này. Những con này em bán 1,3 triệu thôi, đó số 13 quét quốc 1,3 triệu luôn cho nó nhanh gọn đó. Kè chơi anh em về nuôi tập thêm là được ha. Đó, chim này cũng tương đối dạng nè, bộ đuôi còn dài ha, vô lòng còn đang thay lông cổ ha. Đó, nên anh em coi clip thì mong anh em hiểu giùm ha. Thực sự là nhiều khi muốn quay cho anh em coi rồi mình bán chim chứ mình cũng không có phải làm giá đâu. Nhưng mà thời gian điều kiện không có thể cho phép, nên cái nào em gửi clip được thì em gửi, còn cái nào không ấy thì mong anh em hết sức thông cảm ha. Rồi, hôm nay chốt đựng cặp, hồi sáng gửi xe về Trà Cú, xe đi về Trà Cú có gửi ngay bến xe Châu Thành ha, là một cặp nè. Giờ gửi 10 ký cỏ thái cho anh trai ở Vĩnh Tân, Tân Nguyên nè, anh trai này ở Địa Chất nè. Còn cái này thì nếu mà kịp thì 5:30, bây giờ là 5:20 rồi, gửi cho anh trai ở bến xe Duyên Hải ha. Đó, còn con Malai nữa. Rồi, con còn lại đây, hồi trưa con kia đuôi dài đi về An Sương cho anh trai về ở Quảng Ngãi rồi ha. Còn con này em trước em xích trần rồi ha, cho nên cơ quan nó cũng chịu gù, cũng chịu chơi ha. Rồi, cho về chung với con khai đen này luôn. Rồi, tập chân giao lông luôn mới chịu nha. Giống như gà hai hàng trơn ha, giao lông dưới lên luôn á. Rồi, rất đẹp luôn, tặng thêm cầm dây xích chân nha. Rồi, về anh trai ở Duyên Hải, Trà Vinh. Em đang đứng ở quốc lộ 13 ha. Cuối cùng cũng xong đơn, bữa nay gửi hai con Malai tơ gáy gù với một cặp thái đen đi Trà Vinh, về Bình Dương rồi lại về Trà Vinh ha. Với một con thái đen gáy gù nữa. Bữa nay đi tổng cộng 3 đơn. Một đơn về Trà Vinh, đơn thứ hai về An Sương, sau đó đơn thứ ba này thì về Trà Vinh thôi. Với hai đơn cỏ thái, một đơn 10 ký cho anh trai ở gần nhà cách 6 cây số, với một đơn 5 ký cỏ thái cho khách quen trước anh này, anh mua con cua móng. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều rồi ha, em tranh thủ về nhà ăn cơm thôi. Cảm ơn mọi người đã xem clip ha, tin tưởng ủng hộ em ha. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.